mình và em rất là cảm thấy tự hào về cái thành quả mà mình đã đạt được trong năm qua với sự cố gắng nỗ lực học tập của mình. Mới ban đầu thì em cảm thấy là khi mà đăng ký hai ngành mà quá khác nhau thì em cũng cảm thấy hơi lo lắng là không biết là mình có làm được không. Nhưng mà cũng cảm ơn là vì là em đã có cái kế hoạch và cái mục tiêu sẵn và em có những kế hoạch chi tiết cho việc học của em. Vậy cho nên là cái việc học xong ngành này nó cũng không quá là khó khăn với em vậy. Một phần nữa cũng là nhờ cái sự hỗ trợ của các thầy cô và sự giúp đỡ của bạn bè của em đó chị. Chỉ là IU có một cái chương trình rất là thực tế, nó được cập nhật từ nước ngoài, rất là tân tiến. Mà ngoài ra thì thầy cô IU và cái môi trường học tập ở IU nó cũng rất là năng động. Các bạn thể hiện mình là các nhà lãnh đạo tương lai, rất là năng nổ và có nhiều cái sáng kiến đóng góp cho cộng đồng. Sau khi mà em nghiên cứu rất là kỹ thì em thấy là IU đúng là một cái lựa chọn đúng đắn của em. Bởi vì đôi khi thì mình chọn nó không có nhất thiết là phải là về xếp hạng, nhưng mà quan trọng là cái môi trường đó mình có phù hợp tính cách hay không, hay là mình có khả năng phát triển được cái môi trường đó hay không. Thì em thấy IU là một cái nơi rất là nhiều cơ hội cho bạn phát triển, không chỉ là về mặt học thuật mà là còn về các câu lạc bộ, rồi xong tạo cho bạn những cái soft skill để bạn có thể chuẩn bị tốt hơn trong cái môi trường việc làm. Thực sự là khi mà em đăng ký học MBA thì em cũng chỉ nghĩ là mình nên chuẩn bị những cái cơ hội tốt nhất cho những cho cái việc mình sẽ phát triển sự nghiệp trong tương lai á. Còn hiện tại đến bây giờ thì em đang làm việc ở trong ngành dược, thì em cũng hy vọng là với tấm bằng MBA thì cái công việc, cái sự nghiệp của em ở trong ngành dược thì nó có thể là phát triển tốt hơn, và có thể là mình sẽ có những cái cơ hội để có thể thử sức ở vai trò quản lý hoặc là những vị trí cấp cao hơn. Đối với đại học quốc tế thì trước em cũng nghe rất là nhiều anh chị ở trong trường phổ thông của em thì họ cũng tư vấn rất là nhiều. Thứ nhất về ngành học thì ngành logistics của em là cũng được dự đoán là cái ngành mà sẽ rất là cần thiết trong xã hội. Thứ hai về môi trường đại học quốc tế thì bởi vì là giảng dạy là đại học công lập đầu tiên giảng dạy tiếng Anh thì em là bản gốc của em là cũng là dân chuyên Anh, cho nên nó cũng rất là phù hợp. Thêm nữa là cái môi trường cởi mở và sinh viên ở đây rất là năng động. Và ngoài ra lý do lớn nhất đối với em là cũng nhận được cái phần học bổng toàn phần và tài trợ về cái phần tài chính cho mình rất là nhiều, thì mình không có bị vướng bận về vấn đề tài chính mà chỉ là quan tâm việc học thôi. Cảm xúc thật là hạnh phúc, vô cùng vui mừng. Nó đánh đi cái dù đường cách xa nhưng mà rất là vui. Thật sự là hôm nay là không ngờ, cũng thật may mắn cho gia đình của chúng tôi, rất là hạnh phúc và xúc động luôn. Không ngờ con trai của mình đã nỗ lực được cả ngày hôm nay, được có hai thủ khoa và đầu vào và đầu ra, gia đình rất là tự hào và hạnh phúc. Và sau đó là rất là cảm ơn chân thành tới trường đại học quốc tế đã tạo điều kiện cho con của chúng tôi tới các danh hiệu cao quý tới ngày hôm nay. Thật là hạnh phúc, rất là thành cảm ơn. Nhà trường sau một cái khoảng thời gian dịch bệnh đó, và nhà trường cũng sắp xếp, cố gắng sắp xếp bàn đầy đủ các phương án để đảm bảo để làm được buổi lễ tốt nghiệp năm 2021 cho các em sinh viên. Thì cái này là mong mỏi của các em sinh viên, và dù nó khó khăn như thế nào thì trường cũng cố gắng thực hiện nhiều biện pháp để giữ 5K, cũng như là trong biện pháp tổ chức cũng có thay đổi so với các năm trước, để mục tiêu là để có một cái buổi lễ trang trọng, đầy đủ ý nghĩa để cho các em có một cái kỷ niệm không quên được trong cái đời sống sinh viên của mình.
khóa tốt nghiệp năm nay thì như hồi nãy thì thầy cũng phát biểu trong hội trường rồi, thầy cũng nhắc lại là ở nhà trường đó là có mong muốn là các em sinh viên, tân sinh viên tốt nghiệp cũng như là các tân thạc sĩ, tân tiến sĩ thì khi mà kết thúc cái giai đoạn học tập ở trường đại học quốc tế và chuyển sang một giai đoạn mới thì các bạn hãy là cố gắng phát huy hết sức mình, sự sáng tạo của mình để mà có thể phục vụ cho xã hội, phục vụ cho Việt Nam được tốt hơn. Cũng biết rằng là trong tình hình dịch bệnh thì có nhiều điều khó khăn hơn, ví dụ như việc làm hay là trong cuộc sống cũng có những khó khăn hơn, nhưng thầy tin là các em sẽ vượt lên, vượt qua những cái khó khăn đó, vươn lên để mà trở thành một cái người có ích cho xã hội.